Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. 30 tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Trung Quốc hứng chịu lũ lụt tồi tệ, vỡ đê nghiêm trọng, bão số 2 đổ bộ, gió giật cấp 17. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, theo tờ báo Lao động và đưa tin, lũ lụt tồi tệ ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc gây vỡ đê nghiêm trọng ảnh hưởng hàng chục ngàn người. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong những ngày mưa lớn. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, cách đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm do mưa lớn liên tục. Vỡ đê sông Phần đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cương xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều qua, chiều dài đoạn đê vỡ lên đến 20 mét. Hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực vá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng hôm nay, lỗ thủng vẫn chưa được vá. Hơn 1.800 cư dân ở gần đó đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hôm qua, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và lở đất do mưa lớn gây ra. Hơn 20.000 người dân ở Sơn Tây đã được di dời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày nghỉ lễ. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài một tuần qua và dự báo sẽ vẫn còn tiếp diễn trong ngày hôm nay và ngày mai, với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 100mm, thậm chí 200mm, mức cao lịch sử. Mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua con sông Trường Viên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Cục khí tượng Sơn Đông cho biết, tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông miền Nam Trung Quốc dự báo sẽ có những trận mưa như chút nước. Chính quyền của tỉnh Sơn Đông đã ban hành kiểm soát lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ. Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra tại tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc. Vào lúc 11 giờ sáng hôm qua, đập Tam Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1979, với lưu lượng nước chảy vào lên đến 18.360 m3 trên giây và lượng nước chảy ra lên đến 17.990 m3 trên giây. Theo tờ Hà Nam Nhật Báo, từ hôm qua, hồ chứa đập thủy điện Tiểu Đản Đề trên sông Hoàng Hà chạm mức cao lịch sử 271,18 m và bắt đầu xả lũ với tốc độ 14.100 m3 trên giây. Để đảm bảo kiểm soát lũ lụt, hôm qua dòng giữa của sông Hoàng Hà đã trải qua đỉnh số 3 trong năm nay với lưu lượng nước đạt tối đa đạt 18.000 m3 trên giây. Theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc, Bộ Thủy lợi nước đã cử 7 đội công tác đến tuyến đầu và các khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây, Bắc Trung Quốc, Hà Nam, Trung Trung Quốc và Sơn Đông, Đông Trung Quốc để giám sát các hoạt động kiểm soát lũ lụt. Kính thưa quý vị khán thính giả, thiên tai và đại hồng thủy đang càn quét dữ dội tại Trung Quốc khiến cho ông Tập Cận Bình vô cùng hoảng sợ, còn người dân của Trung Quốc thì chạy tán loạn đi trú ẩn khắp mọi nơi. Một số thì chạy lên miền Tây Tạng xa tít mù khơi để trú ẩn, vì nơi này được cho là có độ cao 3.000 m so với mực nước biển. Số khác thì chạy lên những đỉnh núi cao để tránh trú. Số còn lại khoảng vài nghìn người đang có ý định vượt biên trái phép sang Việt Nam xin được tị nạn và làm ăn. Đó chỉ là những con số mà có ý định vượt biên qua Việt Nam thôi. Còn mới đây thì ông Tập Cận Bình đã gửi yêu cầu đến Việt Nam chúng ta đón nhận 6 triệu người di dân của Trung Quốc sang Việt Nam để tránh trú qua mùa mưa bão. Chính phủ của Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại vẫn không thấy lên tiếng gì về việc Trung Quốc yêu cầu Việt Nam phải mở cửa biên giới đón 6 triệu di dân Trung Quốc sang Việt Nam. Động thái lặng lẽ và yên tĩnh này cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ không tiếp nhận đón 6 triệu di dân của Trung Quốc sang Việt Nam, nhưng chúng ta không lên tiếng thẳng thừng từ chối mà đang giữ im lặng. Lực lượng biên phòng cùng các cơ quan chức năng ở cửa khẩu biên giới như Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Móng Cái ngày đêm vẫn đang canh gác 24/24 giờ để không cho bất kỳ một người Trung Quốc nào tràn sang lãnh thổ của Việt Nam. Bởi lẽ, nếu để người Trung Quốc đặt chân sang đất của Việt Nam vào thời điểm này thì rất là nguy hiểm. Theo một cuộc khảo sát nhanh diễn ra vào sáng nay, cứ 10 người được hỏi nguyên nhân dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại nước ta hiện nay là do đâu.
do đâu mà Việt Nam chúng ta phải vật vờ vật vã để cố gắng khôi phục nền kinh tế đang đi xuống do hậu quả của con virus xuất phát từ Trung Quốc. Dù là vô tình hay cố ý, chính là người Trung Quốc đã làm lây lan cho cả thế giới, làm điêu đứng và tan hoang khắp hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì vậy, thời điểm hiện tại chúng ta phải vô cùng cẩn thận với người Trung Quốc tị nạn vượt biên vào Việt Nam. Biết đâu trong số những người này đang mang trong mình mầm mống bệnh sẽ rất nguy hiểm cho cả cộng đồng. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, theo tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết vào sáng nay, mưa to đến rất to cùng với lũ quét, vòi rồng, mưa đá liên tục ầm ầm, ào ạt trút xuống Trung Quốc trong vòng 9 tiếng đồng hồ vừa qua đã nhấn chìm một sân bay, một bến cảng, một căn cứ quân sự và phá vỡ một con đập thủy điện cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Dương Tử, khiến cho các thành phố như Thượng Hải, Vũ Hán, An Huy, Hồ Nam, Chiết Giang, Trịnh Châu ngập chìm trong dòng nước lũ. Điều này đã làm cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình phải thốt lên rằng trời đã và đang diệt Trung Quốc thật hay sao? Bắc Kinh tan nát hết rồi. Trời ơi là trời, đất ơi là đất, mưa ơi là mưa, xin đừng trút xuống Trung Quốc nữa. Và đứng trước bối cảnh tình hình không thể cưỡng cầu được với cả mẹ thiên nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là đang sám hối và đang lập đàn cầu khấn xin trời đất ngừng mưa. Tuy nhiên, theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Lũ lụt của Trung Quốc cho biết, những trận mưa to đến rất to cùng với đại hồng thủy ở Trung Quốc vẫn tiếp tục dâng cao. Vì chẳng ai biết được liệu rằng ông Tập Cận Bình có đang thật tâm, thật lòng ăn năn sám hối hay không, hay chỉ là trưng cầu dân ý mà thôi. Trong khi đó, một tin được cho là đen tối đối với cả Trung Quốc khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của đất nước này đã đưa ra một cảnh báo vào một bản tin vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua, cho biết rằng Trung Quốc tiếp tục đón nhận thêm những trận mưa lớn vào ngày hôm nay và trận mưa này dự báo sẽ kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ. Nhiều khả năng trận mưa to này sẽ tiếp tục làm ngập nhiều nơi ở khu vực phía nam của Trung Quốc. Qua đó thì Trung tâm Dự báo Động đất và Sóng thần Trung Quốc cho biết thêm rằng trận mưa to vào đêm nay sẽ khiến cho nước sông Dương Tử dâng cao thêm 3 mét và đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp. Hiện các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã ra thông báo khẩn cấp, đồng thời yêu cầu toàn bộ người dân tiếp tục di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Họ nói rằng có thể nhờ sang Việt Nam để tị nạn khoảng một vài tháng vì đợt mưa lũ này có khả năng dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 9, tháng 10 mới kết thúc. Như vậy, có thể nói rằng tình hình mưa to, gió lớn, lũ quét, sạt lở, vỡ đê, vỡ đập vẫn chưa chịu buông tha Trung Quốc. Và đây được cho là cái giá mà phía Trung Quốc đang phải trả cho những tội lỗi của mình gây ra cho thế giới trong suốt thời gian dài vừa qua. Trùng Khánh đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng, mưa lớn xảy ra ở Yongyong, Sangpinpa và những nơi khác. Vào sáng thứ hai, bạn có bị mưa lớn cản trở không? Vào lúc 8 giờ 10 hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trùng Khánh đã phát tín hiệu cảnh báo mưa dông màu vàng. Dự báo từ 8 giờ đến 20 giờ ngày hôm nay tại Trùng Khánh sẽ có mưa to đến rất to kèm theo gió giật mạnh. Những nơi này là Yoyong District, Bansiba District, Kaduku District, Jambe District, Yulongpu District, Nan'an District, Lajiang New District, Rongpin High Technology Zone, Yube District, Baby District, Banan District, Bishan District, Yangjin District, khu vực quận Hoàng Giang. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng vui lòng cắt nguồn điện ngoài trời nguy hiểm ở các vùng trũng thấp, tạm dừng hoạt động ngoài trời ở các khu vực thông thoáng, chuyển người dân ở khu vực nguy hiểm và người dân ở nhà rột nát đến nơi an toàn để tránh mưa, kiểm tra hệ thống thoát nước của các thành phố, đất nông nghiệp, ao nuôi cá và thực hiện các biện pháp thoát nước cần thiết và chú ý đề phòng các thảm họa có thể xảy ra như lũ quét, sạt lở đất. Lượng mưa lớn ở Trung Quốc, Tứ Xuyên, Cam Túc và những nơi khác gây ra lũ lụt. Lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra lũ lụt ở Tây Nam và Tây Bắc Trung Quốc, ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người đã được chuyển đến nơi an toàn, trong khi nhiều tỉnh miền Đông vẫn đang phải đối mặt với nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, người dân ở châu Âu và Hoa Kỳ đã phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt vào mùa hè này. Theo phương tiện truyền thông chính thức mạng lưới toàn cầu, Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh và Bộ Chỉ huy phòng chống lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3. Ngày hôm kia, một trận lũ quét bùng phát ở Bắc Xuyên, Miên Dương, những ngôi nhà hướng ra đường bị ngập, tính đến sáng nay đã có 6 người chết và 12 người mất liên lạc. Đợt mưa lớn này đã ảnh hưởng đến gần 58.000 người ở 7 thành phố tỉnh Thành Đô, Đức Dương, Mianyang, Mesan, Lạc Sơn, Yan và Anba và hơn 51.700 người đã phải di chuyển để tránh nguy hiểm, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là khoảng 60 triệu nhân dân tệ.
Trong tuần này, lượng mưa lớn cũng gây ra lũ lụt ở nhiều nơi ở tỉnh Cam Túc, 6 người đã thiệt mạng ở thành phố Long Nam và 97.031 người ở 80 thị trấn ở 6 quận và huyện bị ảnh hưởng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực đã nhận được 98,9mm lượng mưa trong thời gian cao điểm kéo dài 1 ngày rưỡi, gần gấp đôi lượng mưa trung bình vào tháng 7 của những năm trước. Trong khi đó, ở các khu vực khác của Trung Quốc, người dân vẫn phải chịu cảnh nắng nóng khắc nghiệt. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao trong hơn 10 ngày liên tiếp. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao trong hơn 10 ngày liên tiếp, với nhiệt độ cao nhất vượt quá 40 độ C ở Tứ Xuyên, Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô, Hà Nam và Hà Bắc và những nơi khác. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.